4 cũng đã để thua các thủ 3-5 với tỷ số 0-3. Còn các cầu thủ 3-1 cũng đã tâm hòa. Các cầu thủ 3-7 với tỷ số 2 đều. Bóng đã đi hết đường biên dọc và sẽ là một quả đá biên đến cho cầu thủ. Đá biên đến 3-4. Phùng Hiếu. Rất khôn khéo. Sẽ là một quả phạt góc dành cho các thủ 3-1. Tấn Kiệt và cầu thủ 3-4. Rồi, goal! Vâng, Trung Hiếu, cầu thủ Trung Hiếu số 10 là người đầu tiên vào tỷ số trận đấu ngày hôm nay. Và tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ 3-1. Rồi, sẽ là một pha chuyền bóng dành cho cầu thủ 3-4. Thánh Huy sẽ là sự phối hợp giữa Thánh Huy và các thủ. Vâng, kính thưa quý vị và ban tổ chức, tôi đã vừa tiếp nhận được tài trợ. Các bạn phụ huynh 3-1 tài trợ giải số tiền là 300.000 đồng. Xin cảm ơn bạn phụ huynh, các thầy cô giáo, các bạn học sinh 3-1. Sẽ là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ 3-4. Chúng tôi đề nghị tất cả các bạn học sinh trung học cơ sở và tiểu học, chúng ta đang ở bên ngoài sân. Cơ hội. Một pha ném bóng lên dành cho thủ môn Minh Quân. Vâng, đã có sự thay đổi người từ cầu thủ 3-1. Danh Bằng được vào sân. Cho 3-4. Đá biên dành cho 3-4. Tiếp tục là cơ hội dành cho Vũ Minh. Không được. Thank you.
con? Ai không thì đủ 3 năm. 3-1. Tiếp tục là những pha tấn công của 3-1. Đá biên dành cho 3-1. Vâng, đá cầu thủ. Chúng tôi đề nghị một phần hỗ trợ sẽ giúp cho ban tổ chức có trang phục riêng cho thủ môn và áo dự phòng. Chúng tôi đề nghị thầy Trịnh Phi Lâm sẽ giúp ban tổ chức có hai áo dự phòng cho hai thủ môn. Trong tình huống thay người rất khó để có thể biết được. Không hiểu cho mình vừa rồi. Thủ môn đứng nhìn bóng đi vào gôn và tỷ số là 3-0. Vâng, cầu thủ ra tay nghe tín hiệu từ trọng tài. Không có chuẩn bị thời điểm hiện tại tỷ số đã là 3-0. Có lẽ đây cũng sẽ là một trận đấu hứa hẹn có nhiều tỷ số. Vòng thi đấu được kết thúc trước đây. Ít phút thì các cầu thủ 3-5 cũng đã giành chiến thắng các cầu thủ 3-7 với tỷ số 7-0. Liệu rằng kịch bản đó có được tái hiện tại trận thi đấu ngày hôm nay đây cần hay không? Phản công tấn phát, thôi không kịp, tiếp tục, không được. Sẽ là phản công dành cho 3-1. Vâng, thủ môn đã bắt bóng ngoài vạch và sẽ là một cú phạt gián tiếp dành cho cầu thủ 3-5. 3-1. Vâng, trong tình huống phản công vừa rồi thì hậu vệ của 3-1 đã phá bóng và bóng đập đúng chân của cầu thủ. Và tỷ số lúc này là 1-3 dành cho cầu thủ 3-4. Cầu thủ 3-1 có sự thay đổi người. Rất nhiều các cầu thủ đã thi đấu và đã được chuyển ra sân để phục hồi sức khỏe, sau đó tiếp tục quay lại thi đấu. Cơ hội dành cho 3-5, phản công này cho... Vâng, 3-1. Vâng, trận đấu giữa cầu thủ 3-5 với tỷ số 7-0 vẫn là một ấn tượng mạnh với ban tổ chức chúng tôi. Trận đấu có tỷ số cao nhất. Vũ Minh, cơ hội của Vũ Minh. Đá biên dành cho cầu thủ 3-4. Ném bóng dành cho thủ môn. Thủ môn phải đứng cao hơn, cao hơn để ném bóng, chứ không phải mang bóng của môn. Trung Mỹ Hữu sút vào rồi. Vâng, với trận thi đấu này thì có lẽ con số 5 hoặc con số 7 hoàn toàn có thể bị vượt qua. Vâng, quý vị, lúc này thì trọng tài Ngô Văn Bắc cũng đã cho hai đội được nghỉ hiệp thi đấu thứ nhất.